Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta cùng đến với phần nhận định thị trường cho phiên ngày mai, ngày 17 tháng 11. Như vậy, đóng cửa phiên ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11 thì VN Index xanh hơn 3 điểm với thanh khoản sau khi trừ đi thỏa thuận khoảng 12.700 tỷ. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đầu phiên đấy, do cái diễn biến từ ngày hôm trước khi mà có tín hiệu hưng phấn đầu giờ, sau đó thì đóng cửa thấp hơn mở cửa, thì thị trường duy trì cái đà đỏ điểm suốt trong cả phiên giao dịch đấy. Và khi mà đến gần cuối phiên, áp lực bán xuống, các nhà đầu tư chắc là đứng ngoài cầm tiền, thấy lực bán xuống yếu quá đấy và khó khả năng giảm thêm, đặc biệt là giảm về gần cái khu vực Fibo 0.382 vùng 1111 thì không không có cái áp lực bán nữa đấy, và đã khiến cho là lực cầu vào phiên ATC và giúp cho thị trường xanh. Thì thực ra tôi nghĩ là tôi đánh giá khá là tích cực, mặc dù ngày hôm nay thanh khoản, nếu mà chúng ta gọi là thanh khoản mua lên không tốt thì cũng chưa phản ánh được chính xác ngày hôm nay, bởi vì là cả phiên ngày hôm nay đỏ điểm. Thực ra nếu mà ngày hôm nay đỏ thì cũng tốt, đỏ với một thanh khoản thấp thì tôi nghĩ là cũng là một cái tín hiệu tích cực thôi. Nhưng rõ ràng là với cái việc VN Index xanh điểm như vậy thể hiện là lực mua ở ngoài đang trực chờ vào thị trường, kỳ vọng VN Index lên cái khu vực 1155 cho đến 1165 là vẫn rất là nhiều. Đấy, chỉ có điều chắc là thị trường sẽ cần một cái thời gian, có thể là cần tích lũy, giống như chúng ta thấy rằng là giai đoạn trước chưa chuẩn bị đầy đủ, có thể là các nhà đầu tư cầm tiền nghĩ rằng là cần phải có những cái phiên kiểm tra cung đấy, để khi nào mà cung kiệt đấy, thì khi đó thì nhịp lên nó sẽ dễ dàng hơn, bởi vì chúng ta biết là càng về gần cái đường MA 100 thì cái áp lực bán sẽ càng gia tăng. Thế chi bằng là bây giờ tất cả là thay máu ở quanh khu vực này, khi đấy thì cái cung từ cái khu vực khoảng giá hiện tại 1125 cho đến khu vực 1155 ít thì rõ ràng nó sẽ làm cho chỉ số nó dễ dàng đi lên. Nhà đầu tư nước ngoài thì cũng quay trở lại bán ròng 130 tỷ ngày hôm nay. Đấy, nhưng tôi nghĩ là với cái diễn biến của ngày hôm nay thì tôi vẫn nghĩ rằng là thị trường còn đà lên. Đấy, và chúng ta vẫn sẽ chờ đợi ở cái khu mục tiêu 1155 cho đến 1165 của VN-Index. Đối với cả chỉ số phái sinh, ngày hôm nay là ngày đáo hạn phái sinh nên chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào chỉ số VN30 F2M. Đấy, tức là hợp đồng 12 23. Đấy thì chúng ta thấy rằng là diễn biến ngày hôm nay VN30 F2M đóng cửa, thậm chí chúng ta thấy so với cả chỉ số tức là dương dương mạnh, tức là dương lệch so với cơ sở đến 4 điểm. Đấy, và cao hơn rất nhiều so với chỉ số 23/11. Thế điều này cho thấy rằng là bản thân nhà đầu tư, nhà đầu cơ trên thị trường, các nhà đầu cơ trên thị trường phái sinh nghĩ rằng là thị trường còn đà đi lên đấy, nên họ mới chấp nhận mua cao hơn cơ sở đến nhiều như vậy đấy. Và về cuối phiên thì chúng ta thấy là theo nhìn vào đồ thị 15 phút thì thực ra là bắt đầu, nếu mà anh chị nào mà lo sớm đấy, như chúng ta cũng chia sẻ từ trước đó là chúng ta cứ chờ chỉnh hết đà, thì bắt đầu phát tín hiệu đóng cửa cắt lên đường 20 đấy, là bắt đầu từ khung khoảng 14 giờ 15 đấy, bắt đầu phát tín hiệu đấy, và chúng ta thấy là động lượng tích cực, xu hướng giá tích cực. Nhưng để mà cẩn thận hơn thì phải đợi đến ATC đấy, xác nhận được đường MA 5 cắt nốt lên đường 20. Thế thì nếu mà mở long sớm, anh chị nào mà mở long sớm từ khu vực 1131 thì đến cuối phiên cũng kiếm được 6 điểm rồi. Còn nếu anh chị nào mà chưa kịp mở long thì tôi nghĩ là sẽ chờ đấy, chờ phiên ngày mai, đâu đó thì có thể cái gap cuối phiên ngày hôm nay, cái tâm lý tương đối hưng phấn đấy, nhiều khi là ở cái ngày đáo hạn thì hợp đồng VN30 F2M thì bao giờ cũng có cái xu hướng thanh khoản thấp, nên đâm ra là với một cái lực cầu hơi khỏe một chút nó khiến cho nó tạo gap. Thế ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi, có thể sẽ có một cái cú lấp gap. Đấy, lấp gap điều chỉnh về kiểm tra lại cái khu vực đường MA 5 ở đây, tức là có thể kiểm tra lại cái khu vực khoảng 1132 đến 1133. Thế nếu mà kiểm tra thành công và tạo ra những cây nến rút chân theo khung 15 phút thì tôi nghĩ có thể canh long được. Đấy, và chúng ta kỳ vọng cái vùng mục tiêu tiếp theo vẫn giữ nguyên một mục tiêu tiếp theo lên quanh đường MA 100 cho đến cái Fibo 0.236, tức là khu vực khoảng 1160 cho đến 1170. Đấy, và cắt lỗ ngắn hạn thì hiển nhiên rồi, chúng ta cứ để khoảng 3 đến 5 cho đến 6 điểm, hoặc là chúng ta chờ đợi tín hiệu gãy xuống đường 20. Đấy, thì khi nào mà gãy xuống đường 20 đây, những cái lúc mà gãy xuống đường 20 thì chúng ta đóng lại lại. Đấy, thì nếu mà chúng ta giao dịch thì chúng ta lưu ý những cú gãy khỏi cái đường 20 theo khung đồ thị 15 phút. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái cổ phiếu
ở trên trong nhóm VN30. Đấy, cùng điểm qua những cái cổ phiếu tích cực nhất và tiêu cực nhất trong 5 cổ phiếu tích cực nhất và 5 cổ phiếu tiêu cực nhất trong nhóm VN30. Đấy, ngoài cái việc chúng ta xem là có những cái mô hình mua và mô hình bán nào cần rút kinh nghiệm. Đấy, ngoài ra cũng có thể tìm kiếm cơ hội ở trong những cái cổ phiếu này. Đầu tiên là SAB. SAB thì chúng ta thấy là nó đi lên ngày hôm nay thì SAB đi hơi hơi đặc biệt một chút, tức là đường MA 5 nằm dưới đường 20 nhưng giá lại vọt lên cả đường MA 5 và đường 20. Đấy thì thực ra với mô hình cổ phiếu SAB thì với quan điểm cá nhân tôi thì tôi nghĩ là chưa thể kỳ vọng nó đi xa được khỏi cái đường 20, tại vì đường MA 5 vẫn nằm dưới. Thế thì có thể nó sẽ có những cái bước tích lũy quanh cái khu vực 64 này. Thế thì nếu mà chúng ta thích trường hợp SAB thì chúng ta đợi thêm, đợi thêm cái đường MA 5 cắt lên đường 20 thì mới tính. Đấy, còn những anh chị nào mà đang nếu mà có SAB đấy, thì lưu ý là chặn dưới thì chúng ta có thể sử dụng đường MA5 đấy, hoặc là dùng chính cái đường MA20. Đấy, nếu mà cổ phiếu SAB muốn có cái đà tăng lên tiếp theo thì sẽ không được phép gãy cái khu vực đường MA20, khu vực khoảng 629 đấy, để chờ đợi đường MA5 cắt lên rồi đi lên tiếp. Thế thì nó nếu mà nó không gãy 629 và xác nhận được thêm đường MA5 cắt lên đường MA20 cộng với động lượng duy trì tích cực, đấy, thì chúng ta có thể kỳ vọng nó hồi tiếp lên quanh cái khu vực đường MA100, khu vực khoảng 73 đến 735. Trường hợp tiếp theo là PLX. PLX thì chúng ta thấy là hoàn thiện mô hình. Đấy, mô hình là đường giá cắt lên đường MA5 và đường MA20. MA5 xác nhận cắt lên đường MA20 và sẽ có cái nhịp hồi lên quanh đường MA100, khu vực khoảng độ 37. Đấy thì mô hình xác nhận rồi, động lượng tích cực. Đấy thì nếu mà anh chị nào mà canh mua thì thực ra là canh mua. Thực ra bắt đầu xác nhận mô hình của PLX là từ ngày hôm qua rồi, đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy cái cây nến của ngày hôm qua nên cái điểm mua ngày hôm qua là đẹp nhất, hoặc là nếu mà mua chưa kịp mua ngày hôm qua thì đầu giờ ngày hôm nay đấy, mua khoảng 34.2 là đẹp nhất. Đấy, xu hướng giá tốt, động lượng tốt. Đấy, còn nếu anh chị nào đã mua rồi đấy, thì lưu ý là đặt chặn dưới ở quanh cái khu vực bây giờ chúng ta đối với sóng hồi chúng ta có thể đặt chặn dưới ở đường MA5, khu vực khoảng 33.5, gãy được 33.5 thì chúng ta canh bán, tại vì cái khả năng sóng hồi sẽ khó. Đấy, còn nếu mà nó không gãy nó đi lên tiếp thì lưu ý chốt lời quanh ngưỡng 37. Đấy, còn nếu mà chúng ta tính là tận dụng, muốn mua mới, chưa mua mà muốn tận dụng mua mới để tận dụng cái nhịp hồi này thì có thể mua quanh khu vực khoảng 34. Đấy, thì tôi nghĩ là PLX khá là ổn. Cái mô hình mua như vậy là đẹp. SSI thì mô hình mua không đẹp lắm. Đấy, cổ phiếu ngày hôm nay thì cũng lùi về kiểm tra thành công Fibo 0.236, sau đó tăng trở lại về cuối phiên. Nhưng nói chung là cái thanh khoản ở cái phiên mua lên thì tôi thấy là cũng không phải quá mạnh. Đấy, lực mua lên như thế này thì rõ ràng là chưa chưa chắc đã thắng được cái lực bán của những nhà đầu tư trung hạn. Đấy, khi mua, khi xác nhận cái mô hình đường MA20 cắt lên đường MA100, đấy, mua ở đây và họ sẽ canh bán khi mà bắt đầu là đường MA20 cắt xuống đường MA100 thì họ có thể họ sẽ canh chốt lời quanh, và với cái lực mua ngắn hạn như thế này thì sợ là khó đi xa, có thể lên được thì quanh khu vực 34 hoặc là về gần được đỉnh cũ. Đấy, nhưng khả năng cao là quanh khu vực 34 thôi. Đấy, thì với một cái dư điện từ khoảng 323 cho đến 34 còn khá là ít. Đấy, thì quan điểm cá nhân tôi thì tôi chỉ tư vấn là với cổ phiếu này còn đà lên. Đấy, chưa gãy MA5, chưa gãy cái khu vực đường MA5 bây giờ là khu vực khoảng 311 thì có thể vẫn còn đà lên 34. Đấy, nhưng điểm mua mới thì tôi thấy là cái vùng mua, cái mô hình mua này không quá đẹp. Đấy, nên nếu mà bạn nào mà có cổ phiếu SSI thì có thể là chặn dưới theo đường MA5 để giữ. Đấy, và gãy ngưỡng MA5 thì bán, bây giờ MA5 là 311 và hàng ngày chúng ta cập nhật MA5. Đấy, còn nếu mà không gãy mà đi lên thì lên vùng 34 có thể cân nhắc. Đấy, còn nếu mà thấy lực mua 34 khỏe có thể chúng ta để toàn bộ tỷ trọng bán theo cái đường MA5. Đấy, thì đối với SSI sẽ là như vậy. GVR. GVR thì tôi nghĩ là hôm nay cũng có thông tin cổ tức nên đi lên. Đấy, và GVR thì diễn biến của GVR gần đây là gặp cái đường MA100 thì đảo chiều về, nên nói chung là GVR bây giờ chỉ có là một là giữ tiếp theo cái đường MA5. Đấy, tức là chưa gãy MA5 thì giữ tiếp. Đấy, hoặc là chúng ta canh chốt lời quanh cái đường MA100. Đấy, còn mua mới với cái mô hình mua khi mà gặp cái cản ở đường MA100 rồi cái những cái cây nến xanh mua lên thì cũng yếu như thế này.
Đấy thì tôi cũng không kỳ vọng là nó phải vượt xa được cái đường MA100. Tất nhiên nhiều khi là tâm lý thị trường tích cực nó có thể lên được, giống như là ngày hôm qua khi mà thị trường chứng khoán Mỹ tích cực, nó khiến cho thị trường tăng lên, mặc dù là trước đó chưa sẵn sàng. Đấy, nhưng nó vẫn có được những yếu tố tâm lý như vậy. Nhưng rõ ràng là nếu mà chúng ta giao dịch dựa vào cái yếu tố bất ngờ thì rất là khó để mà chúng ta kiểm soát được cái giao dịch của chúng ta trong dài hạn. Nên tốt nhất là chúng ta nên đưa vào những cái mô hình mà nó tương đối khách quan. Đấy, tức là nó không không có quá nhiều những cái tín hiệu nhiễu từ thế giới hoặc là hay từ ngoại cảnh tác động. Đấy, và chúng ta phân tích chính những cái mô hình diễn biến giá để chúng ta ra quyết định. Đấy, thì đối với GVR thì mô hình này thì nắm giữ và canh bán hơn là canh mua. Đối với cả trường hợp cuối cùng là BVH. BVH thì nó theo mô hình là đường giá nằm trên đường MA5 và đường MA20, và đường MA5 xác nhận trên đường MA20 động lượng tích cực. Đấy, và nó có khả năng hồi lên đường MA100. Đấy, gần đây các anh chị thấy là những cái mô hình mà có thể kiếm sinh lợi nhuận tốt, nó là những cái mô hình mà có cái khoảng cách từ giá hiện tại đến đường MA100 có một cái khoảng cách xa, cộng với cả xác nhận được đường MA5 cắt lên đường MA20 và đường MA giá nằm trên cả đường MA5 MA20, giống như mặt sàn ngày hôm qua hay BCM ngày hôm qua. Đấy thì hầu như các mô hình bây giờ tôi thấy là có thể tận dụng sóng sẽ là cái mô hình dạng này. Đấy thì chúng ta có thể chúng ta tận dụng. Đấy, còn những cái mô hình giống như trạng thái của SSI hay là GVR khi mà nó nằm trên hoặc là tiệm cận đường MA100 với cái đường MA20 nằm dưới đường MA100 và cái lực mua lên ở những cái cây nến xanh nó yếu, thì nói chung là tôi nghĩ là cái mô hình mua đấy nó chưa đẹp và rất khó để chúng ta ra quyết định. Đấy thì các anh chị cân nhắc đấy, ở những cái cổ phiếu khỏe chúng ta có thể là chúng ta xem những cái cổ phiếu nào mà chúng ta ưng ý có cái mô hình đấy, tương tự đấy, những cái mô hình sóng hồi từ giá hiện tại còn cái dư địa đến đường MA100 để chúng ta tận dụng. Chúng ta phân tích tiếp những cái cổ phiếu tiêu cực nhóm nhất nhóm VN30 ngày hôm nay. Đấy, đầu tiên là Tiên Phong Bank, để chúng ta thấy rằng là thực ra cái mô hình mà chạm đường MA100 đấy, chúng ta thấy không, Tiên Phong Bank lại là một cái cổ phiếu dưới dạng là gặp đường MA100 đấy, quay đầu đấy, nên nên đâm ra là tại sao mà tôi vẫn khuyên anh chị là có những cái trường hợp như SSI hay như ngày hôm qua chúng ta chứng kiến ACB là rất là hiếm đấy, còn đa phần nó sẽ theo như thế này đấy, gặp đường MA100 nó quay đầu đấy, và để mà chúng ta trong một dừng các cái cổ phiếu có cái trạng thái tiệm cận cái đường MA100 hoặc là vượt qua đường MA100 để chúng ta mua, kỳ vọng cái áp lực mua ngắn hạn có thể thắng được cái áp lực bán đấy, chốt lời trong trung hạn khi mà xác nhận đường MA20 cắt xuống đường MA100 là khó đấy. Có những khó thì chắc chắn chúng ta sẽ ưu tiên những cái trường hợp dễ hơn. Đấy là cái trường hợp khi mà nó mới mới cắt lên đường MA20 và MA5 xác nhận cắt lên MA20 để kỳ vọng lên đường MA100. Đấy, khi mà khoảng cách nó còn xa. Như vậy Tiên Phong Bank thì anh chị có thể nếu mà đây cũng chỉ nắm giữ đấy, hoặc là canh bán thôi. Đấy, thì nhớ chặn dưới ở 11.7, 17.1 đấy, hoặc là canh bán ở đường MA100. Đấy, một trong hai điều kiện xảy ra thì chúng ta có thể canh bán. Đấy, chúng ta thích làm theo cách nào cũng được. Đấy, nếu mà chúng ta vẫn muốn là kỳ vọng thêm thì chúng ta trượt theo đường MA5. Đấy, còn nếu chúng ta cảm thấy chúng ta muốn bảo toàn cái lợi nhuận thì chúng ta có thể bán khi nó gặp đường MA100. Trường hợp tiếp theo là trường hợp VRE. VRE thì nó hơi giống mô hình của SAB, tức là ngày hôm qua xanh đấy, nhưng mà lại chưa xác nhận được cái đường MA5 cắt lên đường đường MA20, nên có thể nó sẽ có những cái bước lùi về kiểm tra lại cái đường MA20 đấy, đồng thời chờ đợi cái đường MA5 cắt lên. Đấy, nên tại sao mà khi mà mô hình giá mà đường giá vượt lên đường MA20 nhưng chưa xác nhận đường MA5 cắt lên đường MA20, mặc dù cái khoảng cách đến đường MA100 là xa nhưng chúng ta vẫn phải kiên nhẫn. Đấy, kiên nhẫn thêm không có thì khéo lại chúng ta lại dính là cổ phiếu lại không hồi được, lại thậm chí gãy ngược các đường MA5 và đường MA20. Đấy, thì đấy là cái vùng điểm mua cũng rất là dở. Nên đối với cả VRE thì bây giờ chúng ta sẽ chờ, nếu mà định mua mới chúng ta sẽ chờ phải xác nhận đường MA5 cắt lên đường 20 đấy, và chờ những cây nến xanh và thanh khoản cao hơn bình quân 20 phiên. Đấy, còn nếu mà chúng ta đang ở vị thế có cổ phiếu rồi thì chúng ta lưu ý cái chặn dưới đấy, cái khu vực khoảng 237, nếu mà đóng cửa dưới 237 thì không ổn lắm. Đấy, còn nếu mà giữ được vững được 237 thì chờ đợi cái tín hiệu xác nhận MA5 cắt lên đường 20. Đấy, sau đó kỳ vọng là cổ phiếu có thể hồi được đến cái đường MA100 khu vực 27. MWG thì tôi nghĩ là cũng đã xác nhận được cái mô hình đường MA5 cắt lên đường MA20 rồi. Đấy, và bây giờ cũng đang trong mô hình sóng hồi từ cái đường giá MA5 và MA20 đến đường MA100. Đấy, chỉ có điều là câu chuyện là
Bây giờ cái lực đi lên thì rõ ràng là cũng không thể nào mà chạy một mạch được đấy, sẽ chạy theo hình sóng đấy. Và ngày hôm nay là cái ngày nghỉ thì tôi nghĩ là cũng bình thường, miễn là nó không vi phạm đường M5 thì cái sóng hồi nó có thể nó vẫn sẽ còn đấy. Và chúng ta thấy trong cái phiên đỏ điểm thì chúng ta thấy là thanh khoản cũng không phải quá cao đấy, thì tôi nghĩ là vẫn còn đà hồi. Thì anh chị nào đang có sẵn cổ phiếu MDG đấy, có thể giữ tiếp. Chặn dưới thì chúng ta để khu vực 41, để gãy 41 thì mới phải bán, còn nếu không gãy 41 thì chúng ta chờ tiếp đến vùng 47.8 đấy. Đa số những cái cổ phiếu mà ngày hôm nay đỏ điểm nhiều thì chúng ta thấy rằng là đều có gắn với yếu tố bán dòng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài. Đấy, chúng ta lưu ý. BIDV thì mô hình chúng ta thấy là đấy, ngày hôm qua gặp đường MA 100 quay đầu. Đấy, chuyện rất là bình thường. Đấy, nên năm ra tôi có khuyên ngày hôm qua là nếu anh chị mà có cổ phiếu BIDV có thể cân nhắc bán ở vùng 44. Đấy, còn nếu mà vẫn tiếc rẻ chưa muốn bán thì thôi, chặn dưới theo MA 5, khi nào nó gãy MA 5 thì bán. Đấy, thì đôi khi là chúng ta đặt chặn dưới theo MA 5 để chúng ta kỳ vọng nó đi lên, nhưng đôi khi nó lại không đi lên mà nó lại gãy ngược MA 5 thì thôi, chúng ta phải chấp nhận mất một chi phí cơ hội thôi. Đấy, nên nhiều khi là gặp đường MA 100 chúng ta có thể xử lý theo biện pháp 50-50 để đỡ tiếc, lên thì chúng ta cũng vẫn còn hàng. Đấy, còn nếu mà chẳng may xuống gãy ngược MA 5 phải bán thì chúng ta cũng phải cũng bằng lòng là tôi cũng bán được một nửa trên cao rồi. Đấy, thì cách xử lý 50-50 tôi nghĩ là cũng khá là hiệu quả trong nhiều trường hợp. Trường hợp cuối cùng là trường hợp Vinhome. Mô hình của Vinhome thì cũng xác nhận đường MA5 cắt lên đường MA20, tuy nhiên động lượng chúng ta thấy động lượng lại không duy trì được trạng thái tích cực, đường màu xanh cắt xuống đường màu cam và ngày hôm nay vi phạm đường MA5. Như vậy là mô hình của Vinhome không đẹp lắm nếu mà chúng ta đang có cổ phiếu. Thế quan sát thêm đấy, nếu mà cho cổ phiếu thêm cơ hội thì cũng chỉ cho cái chặng dưới ở cái đường MA20. Nếu gãy ngược 40.6 thì tôi nghĩ phải bán, không cần phải suy nghĩ. Đấy, tại vì thực ra là cái giá hiện tại nó cũng đang gần cái vùng đường MA20 nên chúng ta cho thêm thời gian, tại vì biết đâu đấy cổ phiếu có thể bị cái bước quá đà, tại vì nhà đầu tư nước ngoài cũng đang bán ra mạnh. Đấy, nên ra quá đà thì có thể nó hơi lùi một chút, nhưng ngày mai khi mà cổ phiếu lấy lại được cái đường MA5 đấy, cộng với động lượng tích cực và cái lực mua lên tốt thì có thể cục diện sẽ thay đổi. Tại vì ngày hôm nay thì tôi thấy là cũng chưa quá lo ngại, mặc dù gãy MA5 nhưng thanh khoản ở cái phiên kênh nền bán xuống thì có vẻ không phải quá quá mạnh. Đấy, nên chúng ta cho cổ phiếu thêm một cái cơ hội nữa ở đường MA20, khu vực 40, chính xác 40.65. Đấy, thì gãy cái vùng này thì lưu ý phải xử lý. Rồi, như vậy là chúng ta vừa điểm qua 5 cổ phiếu tích cực nhất và 5 cổ phiếu tiêu cực nhất ngày hôm nay của nhóm VN30. Thế thì hy vọng qua những cái chia sẻ về mô hình mua cũng như mô hình bán của các cái cổ phiếu này thì tôi nghĩ là cũng sẽ giúp ích được cho anh chị và các bạn trong quá trình ra quyết định. Đấy, ngoài ra nếu anh chị và các bạn vẫn gặp khó khăn thì có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 của eBroker để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên dịch tôi. Đấy, ngoài ra nếu anh chị và các bạn thấy video tôi vừa chia sẻ lấy hữu ích thì có thể like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Thêm một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Đầu tư từ đầu.